OK chào các bạn. Cận thân mến hôm nay cô Trang anh sẽ hỗ trợ các bạn với chuyên đề tủ sâu và hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với chuyên đề về trọng âm trong tiếng anh. Em thân mến với cái phần chuyên đề về trọng tâm trong cái phiên đề về trọng âm trong tiếng anh ấy, nó là một cái phiên đề nó là một cái chuyên đề tương đối dễ nhá nhưng mà nó có những hai câu ở trong cái bài thi cơ. Và hôm nay cô Trang anh sẽ giúp các bạn lấy được điểm tuyệt đối với dạng bài về trọng âm này. Ok cận thân mến, từ bây giờ cô cho anh sẽ duy trì cái chương trình live stream buổi trưa Lý do là bởi vì là uh, buổi tối và ban sáng thì cô cho anh bận rồi Nên cô chỉ có thể hỗ trợ các bạn ở chương trình này thôi Và cô sẽ live stream tất cả các buổi trưa trong tuần nhé Nhớ, yeah. Từ thứ hai tới thứ sáu Nếu mà hôm nào cô có việc bận thì cô sẽ báo trước Còn nếu không thì chúng ta sẽ cứ đúng 12 giờ Mình sẽ vào học Và em nhớ cho cô là ờ, Cô sẽ livestream trong khoảng thời gian là 30 phút Ok Rồi các thân mến, các đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ Sợ chưa xong chưa ạ? Đợi cô một xíu nghe này Với cái chương trình buổi trưa của chúng ta chỉ kéo dài trong khoảng thời gian là từ 12 giờ đến 12 giờ 30, 30 thôi Nên là bạn sẽ phải thực hiện cái tác phong nhanh nhẹn khẩn trương nhé Vào học luôn này với cái bài hôm nay cô sẽ hỗ trợ em với dạng bài về trọng âm. chợ với dạng bài về trọng âm thì bạn sẽ phải nắm qua một số cái quy tắc về trọng âm này. Nhờ bây giờ cô cho anh sẽ hỗ trợ em với phần chữa bài và trong quá trình chữa bài thì cô sẽ nhắc lại cái phần lý thuyết đó. Ok không ạ? Như này bài ngày hôm nay của cô sẽ phù hợp với tim chống liệt tiếng anh nhiều hơn. Nên là nếu như bạn nào mà thấy rằng là bạn của mình cần cái chương trình này thì em gọi các bạn vào học du câu nhớ tranh thủ thời gian là 30 phút thôi nhé rồi cô chào bé Trần Tuấn Hoàng đến từ chuyên Thái Nguyên với cái dạng bài về trọng âm chúng ta sẽ phải nắm được một số cái quy tắc về trọng âm nhớ cô sẽ sử dụng cái cuốn sách sau cô sẽ sử dụng cái cuốn đó là cái cuốn trọng cái cuốn nữa, tổng năng cấu trúc tiếng Anh Chợ với cái câu số 1 Bắt đầu với chữa bài này Nhớ. Yeah. Với cái câu số 1 Cô có như sau Em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 1 Thì em sẽ thấy rằng là Câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần trọng âm đối với từ hai âm tiết Mà trọng âm đối với từ hai âm tiết Em sẽ áp dụng theo cái quy tắc của phiên âm Áp dụng theo quy tắc của phiên âm Tức là mình phải đọc cái từ đó lên Nhờ cô sẽ có bắt đầu ý A này Chợ ý A với từ police thì cô sẽ có please thì cô sẽ có p là ơ đó ạ list là y vậy mình có một cái quy tắc như sau đó là cái quy tắc là trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ vậy thì với cái từ nhá với cái từ please trọng âm sẽ rơi vào list âm tiết thứ hai của từ đó không ạ rồi tiết này bây giờ cô sẽ còn ý b ý c và ý d cô sẽ thấy rằng là chúng ta không nhất thiết là phải xác định từ A tới D. Mình có thể chọn ba trong bốn từ, từ nào chắc em đọc trước. Vậy thì ý C có thấy nó dễ hơn. Ý C với từ mother, thì cô có the là ơ, cháu âm không rơi vào ơ, vậy nó sẽ rơi vào âm tiết đầu. Đó không ạ? Thế còn ý D thì sao? Ý D với cái từ, với từ custom. Thì cô sẽ có từ custom, thì cô sẽ có cast là a, custom là ơ. Chúng lại có quy tắc là cháu âm không rơi vào ơ, Vậy nó rơi vào âm tiết đầu Từ đó cô khoanh được câu số 1 là ý A à. Được không ạ? À? Ok ok chưa? Xong chưa xong chưa? Xong câu số 1 chuyển cho cô sang với cái câu số 2 này Chợ tương tự như vậy Với cái câu số 2 Em cũng sẽ xác định từng bước như vậy cho cô Chợ câu số 2 chúng ta có như sau Chợ toàn bộ trong cái phần cuốn sách này của cô đấy có 50 câu dạng bài về trọng âm thì cô sẽ có 25 câu đầu sẽ là trọng âm đối với từ hai âm tiết. Thế còn từ câu số 26 trở đi sẽ là trọng âm đối với từ ba âm tiết trở lên nhớ. Yeah. Với cái câu số 2 tương tự như vậy em sẽ đọc từ đó lên cho cô. Cô có từ đi gì? Thì cô sẽ có đi là y, gì là y dài. Chúng ta lại có cái quy tắc như sau này. Chờ chúng ta có quy tắc là trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài nhớ. Yeah. Âm dài là gì? Tức là khi em đọc cái âm đấy sẽ được nhấn kéo dài nhá. Như cô có cái từ sau với cái từ với cái từ thì gì thì nó sẽ có âm thứ hai cô lâm y dài. Cho ưu tiên giờ nguyên âm dài vì nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Thế còn ý b thì sao? Ý b với cái từ với cái từ drama thì cô sẽ có từ, từ đó là từ drama là a m là ơ. Mình có quy tắc là trọng âm không rơi vào ơ. Chợ và cô có quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài. Vậy anh này cô cho ông sẽ rơi vào âm tiết đầu nhá. Thế còn ý C và ý D Ý C với cái từ sau này Cô có từ clutter Thì cô sẽ có clutter là á Mà thờ là ơ Cho ông không rơi vào ơ Vậy nó rơi vào âm tiết đầu Do đó bằng phương loại trừ thì cô số 2 Cô chọn được ý A Đó không ạ Xong câu số 2 chuyển sang câu số 3 Bạn thân mến tuần này cô cho anh có đăng cái lịch học livestream cố định cả tuần rồi các bạn có thể kéo xuống xem cái bài viết của ngày hôm qua để các bạn xem lịch và bạn theo dõi lịch nhé Đó ạ Xong chưa xong chưa Cô chữa nhanh hơn hơn một tí à Rồi nhất trí Cô chữa nhanh hơn nhé Nhanh hơn thì cô sợ các bạn không hiểu thôi bởi vì cái chương trình này cô là chương trình mà bổ trợ cho những bạn mà gần như là các bạn chưa làm thạo phần này mà Trợ với cái câu số 3 chúng ta có từ sau Cô có từ lifestyle Thì cô có từ life và từ style Hai cái danh từ ghép với nhau Theo cái quy tắc như sau này Nhờ cô có cái quy tắc là Với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào từ đầu Vậy thì với từ này cô trọng âm sẽ rơi vào tiết thứ nhất Viết ra đây Đó, tiếp tục này Ý bê của cô là sao? Ý bê của cô với từ Nhờ cô có từ leaflet Nhờ cũng là hai từ ghép với nhau Trọng âm sẽ rơi vào từ đầu Không thì em có thể phân biệt cho cô Em có thể xác nhận sau với cái từ leaf Là y dài Nhờ lớn là ơ Trọng âm không rơi ơ Vậy nó rơi vào tiết đầu Nhờ cô có hai anh rơi đầu rồi Thế còn ý c sao? Ý c với từ sao ấy? Cô có từ website, cô có web là một một từ đúng không ạ? Site là một từ Với hai từ ghép với nhau để tạo thành danh từ Với danh từ ghép thì trọng ôm sẽ rơi vào từ đầu Vậy thì với từ website, trọng âm sẽ rơi vào từ đầu Do đó bằng phương lại trừ thì câu số 3 Cô chọn được câu đấy là ý đề. Đó ạ Chợ với cái câu số 3 tại sao lại là ý đề? Thì với cái từ là mistake Thì âm thứ hai cô là âm A Trọng âm ưu tiên rơi vào âm đôi Nếu rơi vào âm tiên thứ hai Sau câu 3 chuyển sang câu số 4 với cái câu số 4 cô có ia. Yeah. Ia yeah, đọc là people. Thì cô sẽ có people, p là y dài. Mình có cái quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài nhá. Yeah. Mình có quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài. Vậy thì nó sẽ rơi vào âm tiết đầu. Đó không wow. ạ? Rồi tiếp này ý B là sao? Ý B có có đuôi O, O, N Chúng ta sẽ không cần phải đọc từ đó đâu Vì nó có cái quy tắc như sau này những từ có đuôi o n là cái hậu tố hoặc đuôi nhận trọng âm Tức là có cái đuôi đó thì trọng âm sẽ rơi vào chúng nó Đúng không ạ? Cô sẽ có từ sau Với từ cartoon, trọng âm sẽ rơi vào tune âm tiết thứ hai của từ nhá yeah. Rồi thì còn ý C và ý D thì sao? Ý C của cô với từ sau này Cô có từ mind sẽ... Cô có là một từ sẽ là một từ là với danh từ ghép trọng âm rơi vào từ đầu Sau đó bằng phương lại trừ câu 4 Cô chọn được ý B Xong câu số 4 chuyển sang câu số 5 Chợ với cái câu số 5 cô có ý A Ý bây giờ hoppy bì là O, B là I Thì cô có O với I là nguyên âm ngắn hết Chợ lúc trước đến giờ là cô cứ đang nói là nguyên âm ngắn, nguyên âm dài, nguyên âm đôi Với rút cuộc là từ là, là, là gì? Nếu xem cô ấy sau ở cái mục sau này Nhớ Thì cô sẽ có là nguyên âm ngắn là những cái âm sau Đấy, một loạt những cái anh này Nguyên âm dài, nguyên âm đôi Vậy có nghĩa là để mà chúng ta làm tốt cái phần cho âm theo phiên âm thì em sẽ phải phân biệt được nguyên âm ngắn là gì nguyên âm dài là gì nguyên âm đôi là gì chợ nguyên âm đôi rất là dễ để có thể xác định được nguyên âm đôi là ghép của hai nguyên âm với nhau gọi là đôi ví dụ với từ bài thì bài âm này cô lắm ai ai là, là ghép của a với i vào với nhau boy trong từ oi ghép của o với i vào với nhau đúng không đây trong từ a a trong từ đây Vậy thì A sẽ là ghép của E với Y vào nhau Gọi là nguyên âm đôi kiểu như vậy Em hiểu không ạ? Đôi tức là ghép hai nguyên âm lại với nhau thì gọi là âm đôi Thế còn nguyên âm dài là sao? Nguyên âm dài sẽ có ký hiệu là dấu cái nguyên âm đó thêm hai chấm vào Và đặc điểm nguyên âm dài là khi đọc nó sẽ đọc kéo dài âm đó Thế còn nguyên âm ngắn Thế nguyên âm ngắn sẽ là trường hợp còn lại rồi Đó không ạ? Thì với cái câu số 5 này Cơ có với cái từ sau trở với từ hobby Dạ, cô có hop là o, b là i là nguyên âm ngắn hết Chúng ta có cái quy tắc là Nếu tất cả các âm mà ngắn hết Thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất dạ, Vậy thì với từ hobby Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Ok chưa dạ. Ý b không cần đọc từ nên đâu Xem cho cô đuôi a, g, e dạ, Cô sẽ thấy cái đuôi a, g, e Nó ở cái mục sau này dạ, Nó là cái mục những hậu tố còn lại Những hậu tố còn lại Thì cô sẽ thấy cái đuôi a, g, e Đây rồi đúng không ạ là cái hậu tố mà không ảnh hưởng đến trọng âm của từ không ảnh hưởng đến trọng âm của từ tức là mình bèo lại vậy từ này có hai âm tiết mà cái âm cuối nó không ảnh hưởng rồi thì anh này cô sẽ rơi vào âm tiết đầu được chưa rồi nhé thì cô sẽ có ý c thì sao ý c với từ với từ market thì cô sẽ có mark là a dài kit là I trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài âm tiết thứ nhất do đó với cái câu số 5 cô chọn được câu đấy là ý d ý d với từ sau này chợ với từ machine thì cô có mơ là ơ shin là i dài cho ông không rơi vào ơ vậy nó rơi vào âm tiết thứ hai nhớ này nếu mà làm đề của bộ ấy thì bạn không được làm theo cái kiểu quy tắc là với danh từ và tính từ hai âm tiết cho ông rơi âm tiết đầu với động từ hai tiết cho ông rơi vào tiết thứ hai bởi vì nếu mà làm như nếu mà xác định theo quy tắc đó thì em sẽ không thể làm được câu số 5 này vì bốn đáp án của cô đều là danh từ kể cả trong đề thi chính thức của bộ bộ cũng sẽ cho bốn đáp án là danh từ bốn đáp án là động từ kiểu như vậy nên là chúng ta sẽ không áp dụng theo cái quy tắc đó được nhá yeah. rồi xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 với câu số 6 cô có như sau ý a ý a với từ đau rồi nhớ nó là danh từ ghép vậy với danh từ ghép cho ông rơi vào từ đầu được không ạ à? thế còn ý b thì sao ý b với cái từ với từ sugar nhớ với từ sugar thì cô sẽ có su là u thế còn g là ơ mình có quy tắc là chỗ ôm không rơi vào ơ vậy nó sẽ rơi vào âm tiết đầu bây giờ cô có c và d ý d của cô có cái đuôi sau đuôi này rất là dễ để xác định rồi yeah, cô có từ freedom Thì cô có cái đuôi là đuôi đùm Đúng không? Là cái mục hậu tố còn lại Là hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của tờ Không ảnh hưởng đến trọng âm từ em be lại Vậy thì còn mỗi từ một âm tiết thôi Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu Do đó bằng phương lại trừ câu số 6 Cô chọn được câu đấy là ý xe Ok à, Bạn thân mến với cái chương trình này của cô cho anh Thì cô sẽ hỗ trợ cho những bạn Mà các bạn thấy rằng là phần này chúng ta vẫn thường hay mất điểm yeah, Vì vậy mà cô sẽ chữa với cái tốc độ mà chậm và chỉ và tỉ mỉ hơn một một xíu nhá. Yeah. Nếu mà các bạn cảm thấy cần thiết là cô cho anh phải chữa nhanh hơn thì bạn bảo cô cô sẽ chữa nhanh lên nhá. Yeah. Được không ạ? Cô trong cái chương trình livestream hỗ trợ thì cô có xen lẫn giữa cái livestream stream uh, cái dạng phần kiến thức khó với cái phần kiến thức cơ bản. Ví dụ hôm này cô là kiến thức cơ bản này. Thì buổi mai mình học từ vựng nâng cao sẽ là phần kiến thức khó nhá. Yeah. rồi với cái câu số 7 tương tự như vậy. Thì với cái câu số 7 em hãy chọn được đáp án của câu này là gì đây ạ? À? Ok Nào với cái câu số 7 em hãy chọn được đáp án của câu này là gì ạ? À? Với cái câu số 7 cô có như sau Cô có ý A à. Ý A à với từ brochure thì cô sẽ có brochure Chợ bro là O, sờ là ơ Chợ mình có cái quy tắc là trọng âm không rơi vào âu không rơi vào ơ nhá mình có quy tắc là Trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ hoặc là âm ô Nhưng mà nếu như trong một từ mà có chứa cả hai loại âm này Thì trọng âm sẽ ưu tiên rơi vào âm ô Nhớ vậy thì với cái từ sau Với từ bro, với cái từ brochure thì cô sẽ có trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu Đó không ạ? Thế còn ý B thì mình không cần phải đọc từ đây đâu Ý B có đuôi R Chúng ta có cái quy tắc như sau Chờ, Cô có cái quy tắc là đuôi R Là đuôi mà hậu tố hoặc đuôi nhận trọng âm nhớ tức là cứ có cái đuôi error thì trọng âm rơi vào chúng nó nhớ cứ với cái từ sau này nhớ cô có cái từ với cái từ đó là từ với từ career trọng âm sẽ rơi vào real, âm tiết thứ hai của từ nhá rồi thế còn ic là sao ic với đuôi error chúng ta có cái quy tắc như sau mình lại giống quy tắc được. được cô có cái quy tắc là những từ có đuôi error ở mục này này đó em xem được không ạ đó, những từ có đuôi error là mục những hậu tố còn lại Là hậu tố không ảnh hưởng đến cho âm của từ Vậy thì với cái từ này của chúng ta mà be cái đuôi error không ảnh hưởng thì mình be lại Vậy còn từ một âm tiết thôi, đúng không ạ? Vậy thì với từ hacker cho âm sẽ rơi vào âm tiết đầu Do đó bằng phương loại trừ cô chọn được câu số 7 là ý be Đó không ạ? Rồi xong câu số 7 chuyển sang câu số 8 Với cái câu số 8 cũng tương tự như vậy Cô có ý A, à? ý A à với từ gì ạ? Với từ arrive thì cô có a", arrive là ai ai là nguyên âm đôi ghép của hai nguyên âm với nhau vậy cho ông sẽ rơi vào âm tiết thứ hai Nhớ, được không ạ à? thế còn ib thì sao ib với cái từ với từ accept chợ với từ accept thì cô có âm đầu tiên của cô là ơ không rơi vào ơ vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai hai anh thứ hai rồi này thế còn ý c chợ ý với từ include thì cô sẽ có in là include là u dài Chọn ưu tiên giờ nguyên năm dài âm tiết thứ hai do đó với câu số 8 cô chọn được câu đấy là ý đề đó ạ xong câu số 8 chuyện cho cô sang với câu số 9 với cái câu số 9 cô có như sau hình như là màn hình nó hơi bị rung hay sao ấy, phải không ạ chọn có phải là màn hình nó hơi bị rung không ạ Dạ, cô thấy là hình như màn hình nó đang hơi bị rung hay sao ấy Tôi đợi cô một xíu nhé được không ạ Rồi xong câu số 8 chuyển cho cô sang với câu số 9 này Với câu số 9 tương tự như vậy Ý A Ý A với từ burden Ý A với từ burden thì cô sẽ có B là ơ dài Mà trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài Vậy nó sẽ rơi vào âm tiết đầu Nhớ thế còn Ý B thì sao Ý B cô có đuôi ô không ảnh hưởng cho ô từ Trọng âm rơi vào âm tiết đầu Cho Ý C đuôi ô không ảnh hưởng cho âm rơi vào âm tiết đầu Do đó bằng phương loại trừ cô sẽ chọn được Câu đấy của chúng ta là Ý D Chứ ý đê tại sao lại 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 chỗ ở rơi ý đê ý đê với từ hâu theo thì cô có hâu là âu chỗ âu không rơi vào ô nên nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai đúng không ạ với cái câu số 10 ý a với đuôi u r e như là cô sẽ có ý a với đuôi u r e này ý đê với đuôi L r cô sẽ giống hai cái đuôi này trước cô sẽ thấy có cái đuôi u r e ở cái mục hậu tố còn lại đuôi L r ở cái mục hậu tố còn lại là những hậu tố mà không ảnh hưởng đến trọng âm của từ không ảnh hưởng đến trọng âm của từ tức là bè đó là đúng không ạ vậy thì với cái từ pressure thì cô sẽ có là với cái từ pressure có hai âm thôi mà âm cuối không ảnh hưởng thì đương nhiên là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu rồi nhá ý b với đuôi error ý d với đuôi error không ảnh hưởng vậy yếu sẽ có là không ảnh hưởng thì nó trọng âm nó sẽ không rơi vào nó thì nó sẽ rơi vào âm tiết đầu từ đó bằng phương loại trừ cô sẽ chọn được câu số 10 là ý c ý c với cái từ sau Dạ ý xe với từ campaign thì cô sẽ có kem là e bẹt mà pin là a. Mình có quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi. Vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Đó không ạ? Xong chưa xong chưa? Rồi xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11. Giờ dạ, nghe cô nói này. À, cô đã chữa cho em 10 câu đầu với cái phần trọng âm đối với từ hai âm tiết. À, bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 50 tới câu số 40. Là lúc đầu là cô đã chữa cho em đó là phần trọng âm đối với từ hai âm tiết thì mình sẽ áp dụng theo cái quy tắc của âm đuôi. Bây giờ sorry, Với lúc trước mà cô chữa cho em cái phần trọng âm đối với từ hai âm tiết chúng ta sẽ áp dụng theo quy tắc của phiên âm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn em với phần là trọng âm đối với từ ba âm tiết trở lên. Ở trong đề thi của em sẽ có một câu là trọng âm đối với từ hai âm tiết và trọng âm đ... một câu trọng âm đối với từ ba âm tiết trở lên. Thì cách làm của hai cái câu đấy loại câu đấy khác nhau với cái câu số 50 này Với những cái từ mà ba âm tiết trở lên chúng ta sẽ áp dụng bằng quy tắc của âm đuôi Nhá, nếu mà áp dụng bằng quy tắc của âm đuôi thì bạn sẽ theo thôi cô Cô sẽ dạy em cái mẹo để em có thể làm được bài thì Với câu số 50, ý ơn xem cô đuôi ồ nó ở trong cái mục nào Thì có nghĩa là bạn phải học thuộc cho cô mấy cái đuôi này Đúng không ạ? Cô sẽ thấy cái đuôi ồ Đúng không ạ? Đây ạ, à. nó mục là ở cái mục những hậu tố còn lại là hậu tố không ảnh hưởng đến chỗ âm của từ không ảnh hưởng đến chỗ từ tức là em bèo lại cho cô Bây thì em sẽ tòi ra đuôi IC Bây giờ để giống tiếp cho cô xem đuôi IC thì sao Chờ, Đuôi IC nó ở cái mục này này nhờ Nó là cái mục là hậu tố hoặc đuôi Làm trọng âm rơi vào trước âm đó Nhờ. Vậy thì cô sẽ thấy được là Nếu mà rơi vào trước cái đuôi âm IC này Đúng không? Rơi vào trước cái đuôi IC này Nó sẽ rơi vào âm tiết đầu Đấy nhá, được không ạ? Cái anh này sẽ có thể áp dụng cho những bạn mà các bạn ấy không biết cách đọc Chờ, Ý với duration Nhờ, Cô sẽ có như sau này Duration nó ở đây đúng không ạ? Là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Vậy ừ. cô sẽ có như sau ấy. Chúng ta sẽ thấy rằng là với anh này cô nếu mà rơi vào trước âm đó thì theo em nó rơi vào đâu? Ờ, không ạ. Thì cô sẽ có với cái duration mà rơi vào trước âm đó cô có từ sau. Đọc là objection. Vậy rơi vào trước âm đó sẽ rơi vào jack âm tiết thứ hai nhá. Rồi tiếp còn ý c với đuôi io thì sao? Nhớ xem với cô rồi Cô có ở cái mục sau Đó là cái mục với đuôi yêu Đúng không ạ? Đuôi yêu này Là cái đuôi mà hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó Chờ, rơi vào trước âm đó Thì với cái từ này cô có như sau này Cách chiêm này em sẽ lấy 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 phụ âm để chia âm ra Như cô có từ đầu tiên là official Nhờ vậy thì cô sẽ có Nếu mà rơi vào trước âm đó Thì nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ nhá Với cái từ sau này với từ official thì cô sẽ có nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai đúng không ạ? Do đó câu 50 cô chọn được ý A sau câu số 50 chuyển cho cô xa câu số 49. Với câu số 49, ý A à, có đuôi mần Nhớ xem cô xem là đuôi mần lọ cái mục là những hậu tố còn lại. Tức là hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Nếu không ảnh hưởng đến trọng âm của từ thì em sẽ be lại cho cô chợ be lại bây giờ thì em sẽ chỉ còn từ hai âm tiết thôi. Nhớ. Thì với cái từ hai tiết này, bây giờ em sẽ đọc từ đó lên. Cô có từ rồi. Từ đọc là impair. Thì cô có im là im mà pair là er. Er là nguyên âm đôi. Trong âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi Vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ Nhớ thế còn ý B thì sao Ý B với đuôi A, N, C Chúng ta có như sau chợ Cô có cái mục là đuôi này A, N, C là cái mục những hậu tố còn lại Những cái hậu tố mà không ảnh hưởng đến trọng âm của từ Không ảnh hưởng trọng âm từ em B nó lại be nó lại thì bây giờ nó chỉ còn từ hai âm tiết Mà nếu là còn từ hai âm tiết thì em phải đọc từ đó lên thôi Đúng không? Áp à, dụng theo quy tắc của phiên âm Thì cô có từ sau chợ Từ đọc là accord chợ Đọc là accord để cô có ơ, ừ, chỗ không rơi vào ơ ừ, Vậy nó rơi vào tiết thứ hai nhá Rồi ý C này đuôi E, N, T không ảnh hưởng chọn một từ Chợ không ảnh hưởng chỗ từ biết cô còn từ depend Chọn từ để kết thúc của cô bằng N, D, 2 phụ âm Chúng ta có cái quy tắc như sau này Trọng âm thường rơi vào những âm sau chỗ âm rơi vào nguyên âm dài Nguyên âm đôi, âm cuối khi nó kết thúc với nhiều hơn một phụ âm Vậy này cô nó sẽ rơi vào âm cuối vì nó kết thúc với hai phụ âm Do đó bằng phương lại trừ cô sẽ chọn được câu 49 là ý đây Ok chưa sau Câu 49 chuyển sang câu số 48. Câu 48 ý A với đuôi yêu, những từ có đuôi yêu thì sao? Nhớ rất là dễ. Những từ có đuôi yêu là những cái từ mà có hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó. Vậy đi. Với này cô có thể chiêm như sau này, đúng không? Phi là một âm, đúng không? Đây là âm thứ hai và số là âm thứ ba. Vậy này nó sẽ rơi trước âm đó nó sẽ rơi âm thứ hai. Ý B với đuôi xuân, chúng lúc trước chúng mình có áp dụng cái này rồi đúng không ạ? đuôi là cái đuôi mà hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó Giờ trước âm đó cô có anh này chưa pollution pollution yeah, vậy cô sẽ có rơi trước âm đó nó sẽ là âm tiết thứ hai của từ thế còn ý c về đuôi y dài thì sao Để cô có cái mục sau này đuôi y dài chính là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên nhá yeah. vậy dịch ba âm tính từ cuối lên bây giờ em phải đọc cho cô cái từ đó lên chiêm cho cô đó ạ thì cô có như sau từ đọc là gì? Đọc là identity, trợ i dịch âm lên nó rơi vào đen, âm tiết thứ hai Do đó bằng phương loại trừ cô sẽ chọn được cơ 48 là id. Ý Id ý với đuôi ed không ảnh hưởng đến chỗ ông của từ, xét bằng đuôi ate. ở cô có là đuôi ate là ở cái mục này là những cái hậu tố hoặc đuôi làm cho ông dịch chuyển ban tính đuôi lên đúng không ạ? Vậy với cái từ motivated Cho ông sẽ rơi vào âm tiết đầu là vì thế. Nhá. Yeah. Rồi tương tự như vậy với cái câu số 47 Xác định cho cô bằng đuôi at Lúc trước mình có giống cái đuôi này rồi đúng không ạ Đuôi này chính là đuôi mà làm hậu tố Rồi làm cho ông dịch chuyển ba tính đuôi lên Cô có từ sau Với cái từ graduate Dạ cô có graduate Dịch ba âm nên nó rơi vào âm tiết đầu nhá Ý B với đuôi y dài Cô có lại đuôi y dài Chính là cái đuôi mà hậu tố hoặc đuôi Làm cho ông dịch chuyển ba thì tính đuôi lên, đuôi lên. Bây giờ em sẽ chia cho cô để đọc Đúng không ạ? Một này hai này ba đúng không ạ chiêm bằng cách lấy phụ âm để ngắt âm ra nhớ đúng không ạ để cái này cái chiêm này ra sẽ giúp cho em không cần mất công đọc lên em có thể làm đúng được với từ xong giờ cô có từ amplify giờ dịch ba nên nó sẽ rơi vào âm tiết đầu ok chưa ý c với đuôi i z e Nhờ giống cho cô xem này đuôi i z e đây rồi đúng không ạ là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho ông dịch chuyển ba thì đuôi lên Chờ về cô sẽ có với này cô dịch ba nên nó rơi vào âm tiết đầu sau đó bằng phương lại trừ cô chọn được câu số này của chúng ta sẽ là ý D xong câu đấy chuyển cho cô sang với cái câu số 46 Với câu 46 ý A với đuôi I S E Nhờ, ý C với đuôi A T E Bây giờ cô sẽ giống hai đuôi đấy cùng nhau Cô có cái đuôi là A T E này với đuôi I S E Là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho ôm dịch chuyển ba âm tính, đuôi, tính từ đuôi lên nhé Vậy thì ý A mà nếu dịch ba âm lên thì nó rơi vào đâu? Ok, đúng không ạ Bây giờ sau khi em xác định được cái quy tắc đuôi Bây giờ xem với cô là Ý e A nếu mà dịch ba âm lên thì nó rơi vào đâu Đúng không ạ Nào bạn nào xác định cho cô được xem là Nếu mà Ý e A mà dịch ba âm lên thì nó sẽ rơi vào âm nào bây giờ Nhớ, Chúng ta sẽ có như sau Ý e A với cái từ sau Chợ với từ advertise Dịch ba âm lên là off là một âm Vơ là thứ hai và thoi âm thứ ba Dịch ba âm lên cho âm giờ tiết đầu Nhớ. Yeah. Thế còn Ý C thì sao Chợ ý C với đuôi AT cũng làm cho âm dịch chuyển ba âm tính đuôi lên. Chợ vậy nếu dịch ba tính từ đuôi lên thì nó sẽ 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 rơi vào đâu bây giờ? Chợ chúng ta sẽ đọc cho cô cái từ đó lên còn không thì em sẽ chia âm cho cô, chia âm cho cô như sau này. Chợ cô sẽ có A à, là một âm, V là âm thứ hai và K âm thứ ba. Về dịch ba âm nên nó sẽ rơi vào âm tiếp đầu. Cô có hai đầu rồi. Thế còn ý C, ý B với đuôi C thì sao? Nhờ cô có như sau này, đuôi CE đây rồi đúng không ạ? là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho ông dịch chuyển ban tính đuôi lên vậy thì ý b của cô cô chia này cô có từ âm này nhá nhớ cô có thể chia bằng cách là lấy phụ âm để ngắt âm ra với trường hợp mà em không đọc được từ đó thì cô sẽ có như sau với cái từ này đọc là reference nhớ. cô sẽ có re là một âm, fur là âm thứ hai và run là âm thứ ba Về dịch ba bên nó cũng rơi vào tiết đầu Do đó với cái câu số 45, cô chọn được câu đấy của chúng ta sẽ là ý D Nhớ Ý D với cái từ expensive Có đuôi I, với E này Chợ Đuôi I, V, E Ở cái mục này nhớ Là cái mục mà hậu tố Hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó Bên này cô cho âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai Ok không ạ nhớ Được chưa được chưa Xong chưa xong chưa Dạ, câu số 45 cô thấy các bạn ra đáp án được là ý C Ok Câu số 45 các bạn có thể giải thích cho cô tại sao các bạn lại ra đáp án của câu 45 là ý C không ạ? Ok, câu số 45 các bạn có thể giải thích cho cô được là Tại sao các bạn lại ra câu 45 là ý C không ạ? À, câu sorry, cô đang chữa câu 46 Rồi, bây giờ đến câu 45 này Với cái câu số 45 Ý A và Ý B bằng quy tắc của đuôi ATE những từ có đuôi AT làm cho âm dịch chuyển ba âm thì đuôi lên đúng không? Với cái từ sau này cô có, có cái từ Chợ với từ educate Dịch ba âm nên nó rơi vào âm tiết đầu Nhớ thế còn ý B thì sao? Activate Dịch ba âm nên nó cũng rơi vào âm tiết đầu Nhớ cô có hai rơi tiết đầu rồi Thế còn ý D với đuôi IZE thì sao? Chợ với cái đuôi IZE làm cho âm dịch chuyển ba âm tính đuôi lên Nhớ với cái từ sau này Với từ specialize Dịch ba âm nên nó cũng rơi vào âm tiết đầu Do đó bằng phát lại trừ 4 năm cô chọn được ý C Đó không ạ? Rồi với cái câu số 44 Ý A với đuôi O G E thì làm sao? Đó Đấy nhá Với cái đuôi là O G E Đây rồi. rồi nó sẽ là cái mục những hậu tố còn lại Là hậu tố không ảnh hưởng đến cho ông của từ Không ảnh hưởng chỗ âm từ thì cô sẽ be lại Nhờ cô lại có N tính bằng tiền tố Đúng không? Encourage Nhờ cô sẽ có với từ encourage Nhờ cô sẽ có là N là tiền tố Và cái mục là tiền tố thì không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, không ảnh hưởng đến trọng âm của từ rốt lại. Vậy cô sẽ thấy là cả tiền tố và hậu tố này không ảnh hưởng trọng âm từ, vậy trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Thế còn ý B với đuôi ish thì sao? Ừ, Nhớ. cô sẽ có với cái anh sau này với đuôi ish nhá, ish đâu rồi. Chờ, cô sẽ có cái mục đó là những từ có đuôi là ish thì là sao đấy? Hậu tố hoặc đuôi làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Vậy thì anh này cô sẽ rơi vào âm tiết thứ hai Đúng không ạ? Trước âm đó mà Rồi thế còn với cái câu này Bây giờ cô còn ý C về đây Thì cô sẽ thấy ý D cô dễ xác định hơn Vì D có đuôi E E Đuôi E E nó ở cái mục sau này Là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi nhận trọng âm Vậy tức là anh này cô trọng âm sẽ rơi vào chính nó Đúng không ạ? Rơi vào chính cái đuôi đó Vậy là rơi vào chính cái đuôi nó Nhưng nó sẽ là âm thứ mấy của cái từ này Thì cô sẽ có với cái từ sau này Với cái từ đó là từ Chợ với cái từ guarantee uh, Guarantee, vậy nó sẽ là dơ âm thiết thứ ba của từ cơ Do đó với các câu số 44 Cô chọn được ý đề Nhớ yeah. xong câu 44 chuyển cô sang câu số 43 này Với cái câu số 43 Ý id dễ xác định nhất Cái này chúng ta làm nhiều rồi Đúng không ạ Ý d của chúng ta với cái từ sau Chịu khó cô chọn lên câu số 41 nhá Ở uh, chợ để chúng ta được 20 câu trong buổi hôm nay Cô có ý đề Chợ với đuôi AT làm cho ông dịch chuyển bao thành đuôi lên Cô có từ motivate Chợ mâu là một âm, thi là âm thứ hai, vẹt là âm thứ ba, dịch ba nên nó rơi vào tiết đầu. Thế còn ý C thì sao? Ý C nó không có đuôi để mình xác định đâu. Vậy thì mình sẽ đọc cho cô từ đầu lên. Từ yêu cô đọc là gì? Chợ đọc là understand. Chợ âm cuối của cô kết thúc bằng nd. Nhớ yeah. ý B của cô cũng kết thúc bằng nd. Tức là chúng ta có cái quy tắc như sau. Mình có quy tắc là chậu âm thường rơi vào âm cuối khi nó kết thúc với nhiều hơn một phụ âm. Vậy thì với cái này cô sẽ có từ understand âm tiết thứ ba, recommend âm tiết thứ ba, À, chờ, mình có vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy sẽ là ý đây Xong câu đấy chuyển sang câu số 42 này Với cái câu số 42 Cô sẽ có như sau nhá Thứ nhất là anh dis là tiền tố Ủa. Tiền tố là cái thành phần thêm vào đằng trước của từ Tiền tố không ảnh hưởng đến cho ông của từ nhá Trong đó có tiền tố là dis Vậy thì cô sẽ thấy là bây giờ cô chỉ còn từ able Đuôi ed lại không ảnh hưởng cho ông từ nữa Vậy chắc chắn anh này cô sẽ rơi vào ấy, Âm tiết thứ hai Thế còn ý B với đuôi phu thì sao? Xem cho cô này Ở dạ, cơ sẽ có với cái đuôi là đuôi phu. Dạ, nó sẽ là ở cái mục sau Những hậu tố còn lại là hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ dạ, Nếu không ảnh hưởng trọng từ em sẽ be cho cô lại Bê lại thì bây giờ em sẽ chỉ còn từ hai âm tiết thôi Đúng không ạ? Vậy thì với cái từ hai âm tiết em phải đọc cho cô từ đó lên Với từ sau Chợ dạ, cô có tiêu respect Chợ dạ, cô có re là mà respect Kết thúc bằng ct2 phụ âm Mình có cái quy tắc là Trọng âm thường rơi vào âm cuối khi nó kết thúc với nhiều hơn một phụ âm. Vậy này cô trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nhé. Rồi biết cô còn ý C và ý D. Ý D với cái đuôi ồ, nhớ đuôi ồ thì làm sao? Rồi cô sẽ có đuôi là đuôi không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Nhớ. Vậy không ảnh hưởng cho âm từ thì bây giờ em sẽ chỉ còn xét cho cô cái từ còn lại thôi. Nhớ với cái từ sau này. Rồi cô sẽ có với cái đuôi không ảnh hưởng em bé lại bây giờ cô sẽ còn từ inter. Chợ Y này thơ là ơ dài Chợ ôm ưu tiên rời nguyên âm dài âm tiết thứ hai Sau đó bằng phương lại trừ 42 cô chọn được ý C Sau 42 chuyển được cô sang câu 41 Nốt câu 41 là chúng ta xong Chợ 41 thì cô sẽ có ý C và ý D Với cái đuôi Y và E Mình xác định cùng nhau trước Đuôi Y và E là cái đuôi mà Hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó Nhớ Vậy thì với cái ý C nhợ rơi vào trước âm đó nó sẽ rơi vào âm nào bây giờ Với cái từ sau này Chợ có có từ đi là một âm, xa lắm thứ hai và sẽ âm thứ ba rơi vào trước âm đó là âm tiết thứ hai. tương tự như vậy thì ý d của chúng ta với cái từ có đuôi Y và e cho âm rơi vào trước âm đó. vậy rơi vào trước âm đó nó sẽ là từ gì bây giờ cô chiêm này. Chọn với cái từ pro làm âm tech làm hai được thích làm Chọn với từ protective. thì rơi, rơi vào âm tiết thứ, thứ hai, hai thứ hai rồi nhé. thì bây giờ cô còn ý a và ý b thì cô sẽ thấy ý a cô dễ xác định hơn. ý a với duration. những từ có duration là những cái từ mà hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó. vậy rơi vào trước âm đó nó sẽ là âm thứ hai của từ. Rồi bằng phát lại trừ thì câu 41 cô chọn được câu đấy là ý B nhá. Yeah. Em thân mến vậy là sau thời gian là 30 phút cô Trang Anh đã hỗ trợ em được với cái phần chuyên đề về trọng âm. Nhờ yeah, cô hỗ trợ em được 20 câu rồi. Phần còn lại trong bài này thì tuần sau chúng ta học tiếp. Nghe này, theo lịch thì sáng thì trưa mai 12 giờ trưa mai. Cô sẽ hỗ trợ em với cái phần đó là phần về từ vựng lương cao. Đây là một phần khó này. Đó. Và nhớ là cô sẽ xen kẽ giữa cái phần nội dung dễ phần khó và trưa mai cô sẽ hỗ trợ em với phần khó. Xong đến trưa thứ tư cô lại hỗ trợ em với phần dễ nhé. chờ em thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô cho anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 12 giờ trưa mai nhé.